Thật sự rất hiếm khi động vật có cánh chủ động đậu vào người ai đó, đặc biệt là con bướm bướm. Nhưng nếu nó đậu vào người bạn sẽ báo hiệu điều gì? Sau đây sẽ là một số cảm nhận của Eva cho các bạn tham khảo nhé. Thứ nhất, bạn chắc chắn là người có căn tu. Người có căn tu tức muốn nói là người hướng thiện, có sự sùng bái và chân ngộ đối với một niềm tin tôn giáo nào đó sâu sắc, đặc biệt là đạo Phật. Nói bạn có căn tu không phải là bạn phải đi tu, mà bất kỳ hình thức nào tạo ra sự kết nối đặc biệt, có tính giác ngộ linh thiêng giữa bạn và đức tin đó. Điều này cho thấy bạn là người có tâm hồn đẹp và thanh cao giống như loài bướm. Loài vật này rất nhạy với con người, và nếu nó đậu vào người bạn, đặc biệt là tại khu vực bàn tay mà không muốn rời đi thì khỏi phải bàn. Căn cơ của bạn không tầm thường. Có khả năng bạn cũng là một trong những nhân vật tâm linh có sức ảnh hưởng, hoặc là đệ tử của một vị tâm linh nào đó rất có quy luật và sự quảng đại hải hà. Thứ hai, bạn có sự kết nối với sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Người do bạn rất mạnh âm, có thể là người yếu bóng vía, cuộc đời hay bị bệnh vặt. Tối ngày hay nằm mơ như đi chợ, cõi âm hay tiên cảnh gì bạn cũng thấy, và bạn nói chuyện với người khuất mặt khuất mài, hay các chư vị linh thiêng như bạn là người đại diện thay mặt đại gia đình. Nói cách khác, bạn cũng giống như là sứ giả nhận truyền thông điệp quan trọng, nên trực giác cho sự nhạy cảm của bạn thường rất chính xác. Thứ ba, bạn và gia đình sắp nhận tin tức nào đó. Tin tức này có thể tốt hoặc xấu, sẽ tùy vào hình thái của con bướm bướm. Nếu như đó là con bướm nhỏ màu đen, thì khả năng gia đạo sẽ sớm xảy ra sự kiện hay tin tức gì đó quan trọng. Còn nếu con bướm màu đen đó có kích thước to lớn, thì dù đó là biến cố, nhưng đã có sự chuẩn bị tinh thần từ gia đình, và đó là sự tất yếu sẽ diễn ra để kết thúc chương cũ nhằm mở ra chương mới cho gia tộc. Còn nếu con bướm đậu vào người bạn có màu sắc sặc sỡ và kích thước to lớn thì hãy trân trọng thời khắc này. Vì có thể sức mạnh linh thiêng từ trong con bướm đó rất mạnh, có thể từ gia tiên hoặc từ đấng quyền năng muốn gửi gắm thông điệp may mắn tốt đẹp rằng họ luôn ở bên cạnh, chở che và đồ hộ cho bạn và gia đình, tức gia đình vẫn còn phúc và có người tạo ra phúc. Kích thước và màu sắc của loài bướm rất quan trọng để tìm ra thông điệp ẩn sâu. Kích thước càng to thì càng quý cát, đại nạn của con cháu hay được quý nhân giúp đỡ vượt qua. Thứ tư, bạn là trụ cột lông mạch của gia đình. Bạn chắc chắn phải là người rất quan trọng. Sự quan trọng đó có thể là về mặt tinh thần hoặc vật chất, nhưng đặc biệt là về mặt tinh thần. Sự tồn tại của bạn giúp cho đại gia đình bình yên, nội chiến gia tộc khó diễn ra. Bạn mang lại cho người ta sự tin tưởng và kính nể. Bạn ắt hẳn là người có uy tín, có tiếng nói và tấm lòng độ lượng vị tha. Người thân trong gia đình làm ăn lên nhờ bạn. Giống như bạn dù không làm ra tiền, nhưng bạn mở hàng và khai trương rất đắt. Có bạn giúp mang lại may mắn và cơ hội cho người khác trong nhà và những ai mà bạn quan tâm. Có thể là người trong nhà nhận ra hoặc là không nhận ra điều phúc khí này rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất là họ không thể phủ nhận niềm tin rằng có bạn thì có sự ấm no, sự yên tâm và tương lai phía trước. Thứ năm, bạn sẽ có con cháu rất hiếu thảo với bạn. Dù bạn đã lập gia đình hay không, bạn già hay trẻ, người như bạn chắc chắn sẽ có con cháu có hiếu, yêu thương và chăm lo cho bạn đến hết cuộc đời. Vì không hẳn tự dưng bướm đậu cho một người bình thường đâu. Bạn phải có căn tu, phải là người có đức độ, bạn là sứ giả thông điệp tâm linh. Ngay cả người ở thế giới tâm linh còn thích bạn, tôn trọng bạn, thì nói chi là người ở thế giới thực phàm. Bạn rất có đức, và cái đức đó sẽ ngày càng tăng khi bạn càng lớn tuổi, vì bạn rất hay làm việc thiện. Người do bạn rất xứng đáng được người khác yêu thương và lo lắng, vì chính bạn cũng đã cho đi rất nhiều rồi. Hy vọng những thông điệp mà Eva gửi gắm cho những ai có duyên xem video này sẽ mang lại cho bạn động lực và con đường khai sáng. Chúc bạn và gia đình thật nhiều thuận an, và mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài với Eva trong thời gian sắp tới nhé. Yêu thương và hẹn gặp lại các bạn.